cùng dòng U1H thì tiếng và âm thanh sẽ có khác nhau không? Không để các bạn chờ lâu nữa, cùng mình tham khảo xem 4 cây đàn Yamaha U1H mới về solo piano Gary để các bạn cùng nghe thưởng thức nhé. Các bạn thấy thế nào chứ mình thấy U1H Series 30 tận đầu vẫn hơn.